Chúng ta vào chương thứ ba là chương di truyền học quần thể. Chú ý cho cô là trong thực tế thì được chia ra làm hai quần thể, hai loại quần thể, đó là quần thể tự phối và quần thể giao phối. Trong chương di truyền học quần thể, chúng ta sẽ xét hai cái dạng quần thể này. Quần thể tự phối và quần thể giao phối thì có đặc điểm cấu trúc di truyền như thế nào? Cái thứ hai nữa là trong cái đặc điểm cấu trúc di truyền đó thì chúng ta nắm được đặc trưng di truyền của từng loại quần thể đó như thế nào. Và riêng đối với quần thể giao phối thì chúng ta phải nắm được trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể. Và trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể thì được áp dụng theo công thức của định luật Hardy-Van Beck, và chúng ta sẽ làm các bài tập của định luật này. Với chương này thì trong đề thi câu hỏi không nhiều, nhưng nó lại rất là hay ở chỗ chúng ta có thể vận dụng được trong thực tế đối với quần thể nào là quần thể tự phối, quần thể nào là quần thể giao phối, và từ đó vận dụng trong thực tế để điều khiển những quần thể này có thể theo ý muốn của con người. Đồng thời chúng ta làm được các bài tập tính được tần số allele, tần số kiểu gen trong quần thể và biết được quần thể nào là quần thể đạt trạng thái cân bằng, quần thể nào chưa đạt được trạng thái cân bằng. Từ đó chúng ta có những cái vận dụng trong thực tế. Cho nên với chương này, số tiết rất ít ỏi, chỉ có 4 tiết thôi, nhưng cũng có những ý nghĩa rất lớn trong thực tế để chúng ta có thể áp dụng được trong chọn giống cũng như là trong tiến hóa. Chúc các em thành công với số tiết ít của chương 3 là di truyền học quần thể.